Hi, xin chào các bạn, mình là Phương Quỳnh. Mình hiện đang làm việc tại DC Tech thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình là thể thao và mua sắm. Số báo danh của mình là 049, hãy bình chọn cho mình. Hai chủ đầu tư của công ty mình là bác Frank và bác Thomas, và tổng giám đốc công ty hiện tại là bác Alex. DC Tech có 4 công ty thành viên là SATB, DSC, Travel to Pay và BIST.